Leo Ngân Anh, tham gia showbiz không phải là thước đo thành công. Thưa quý vị và các bạn, Hoa hậu Đại Dương 2017 tiết lộ sau khi hoàn thành chương trình học Master, cô sẽ lựa chọn một tư cách khác để tham gia showbiz, đó là vị trí của một nhà tổ chức quản lý các sự kiện quốc tế tại Việt Nam. Chiều 16 tháng 6, Hoa hậu Đại Dương 2017 Leo Ngân Anh tái xuất trong một sự kiện tại thành phố Hồ Chí Minh. Lý giải cho sự im hơi lặng tiếng ở các sự kiện showbiz trong thời gian qua, Leo Ngân Anh cho biết: "Thật ra thời gian qua tôi ít xuất hiện vì phải chọn lọc sự kiện để tham gia, chứ không phải rút lui hoàn toàn khỏi showbiz, bởi hiện tại tôi sắp theo học quản lý sự kiện quốc tế ở Anh. Là một người Việt Nam, tôi thấy đất nước mình đẹp lắm, con người Việt Nam cũng đáng yêu lắm. Chúng ta còn rất nhiều những vẻ đẹp tiềm ẩn mà chưa khai thác hết để bạn bè thế giới biết đến Việt Nam. Do đó, tôi mong sau khi hoàn thành chương trình học ở Anh, tôi sẽ có thể đứng ra tổ chức các sự kiện văn hóa giải trí quốc tế để góp phần quảng bá nhiều hơn nữa những hình ảnh Việt Nam, đất nước, con người đến với bạn bè trên thế giới", Hoa hậu Đại Dương 2017 chia sẻ. Người đẹp cho hay, không muốn nổi tiếng nhờ scandal và càng không muốn tận dụng thời cơ nhiều lùm xùm vừa qua để nổi tiếng. Trước ý kiến cho rằng Hoa hậu Đại Dương 2017 đang bị chìm khi không biết tận dụng thời điểm sau đăng quang để quảng bá tên tuổi, Ngân Anh chia sẻ, hình như ở Việt Nam người ta vẫn nghĩ việc nổi tiếng trong showbiz, thậm chí nổi tiếng theo nghĩa tiêu cực là thước đo cho sự thành công, tôi không nghĩ vậy. Leo Ngân Anh trải lòng sau một năm đăng quang Hoa hậu Đại Dương, chắc chắn không cấp phép cho Leo Ngân Anh đi thi người đẹp quốc tế. Leo Ngân Anh mặc gợi cảm, lấn át cả dàn mẫu. Leo Ngân Anh cho biết, tôi thấy vui vì hình ảnh mình đang đẹp dần lên trong mắt công chúng. Giờ đây tôi đã có những người bạn ủng hộ, động viên tôi hàng ngày. Mọi người đã để tâm và lắng nghe tôi hơn, cũng như đã nhìn thấy những nỗ lực của tôi. Tôi sẽ cố gắng từng bước một để công chúng thấy an tâm về tôi. Tôi tin cái gì đi từ trái tim sẽ đến với trái tim. Tôi sẽ làm hết sức mình để mọi người thấy được sự cố gắng của tôi. Hoa hậu Đại Dương 2017 tin rằng, khi mọi người cho tôi thời gian để hoàn thiện bản thân, cũng như cho chính mọi người thêm thời gian để tiếp xúc với tôi thì chắc chắn Leo Ngân Anh sẽ không làm bạn thất vọng. Bởi tôi tin con người ta sẽ vượt qua tất cả nếu được trang bị tri thức tốt trong hành trang bước vào đời. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị hãy bấm đăng ký để theo dõi mỗi ngày. Chúng tôi sẽ cung cấp những câu chuyện hay hấp dẫn ly kỳ đến quý vị. Quý vị nhớ đón xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.